đầu mannequin tóc nam. Mẫu này là mẫu bên em gọi là mẫu cổ trắng, bởi vì bình thường sẽ có một cái nhãn xanh, ở đây gọi là mẫu cổ xanh. Mẫu này nó đắt hơn, thứ nhất là cái form đầu nó to hơn anh chị em nhá, form đầu nó to hơn và cắt dễ cắt, gọi là các cái form về ba bơ hơn so với đầu cổ xanh. Đầu cổ xanh thì các bạn có thể cắt những cái form Hàn Quốc nó dễ hơn, như là size Park hay 37 ở thứ. Còn đầu này đầu phết rất là đẹp luôn, bởi vì là cái form đầu nó khá to, cái mai nó cũng rất là rộng, nó mai kia nó sẽ hẹp hơn nha, mai này nó rộng hơn, tóc dày hơn, tóc thật 100%. Các bạn có thể tẩy uốn nhuộm và làm hóa chất, tất cả mọi hóa chất đều được nha. Đây chất tóc này, chất tóc thật nha. Đấy, form đầu to, mặt manly hơn. Đấy, phù hợp với nhiều kiểu barber hơn so với cái đầu cổ xanh. Đầu cổ xanh lại phù hợp với các kiểu là của Trung Quốc, Hàn Quốc, kiểu châu Á. Còn đầu này là phù hợp với barber nhiều hơn nha. Đấy, cái form đầu nó to hơn đấy, to hơn và cái đầu này nó rộng hơn, cái chiều này nó rộng hơn so với đầu cổ xanh nhá. Bên em là chuyên phụ liệu tóc cho salon và barber shop. Cần các sản phẩm nào về đồ làm tóc, anh chị em mình vui lòng để lại comment cho shop nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chia sẻ video.